Anh chờ xíu em lên nói chị Thủy nha. Hello. Anh học nè Thủy, Dạ. em phải không? Dạ dạ. Có Giờ sao sao anh? anh tính hỏi thăm gái thôi, giờ là về khỏe phải không? Cái này đang làm phải không? Dạ đang làm anh. Đang nặng mộng luôn rồi. Đang làm mộng. Ok, bài làm, bài làm. Rồi. Gắng xíu nha con, cái mũi con quá trời luôn rồi, cái này mẹ mà không đưa đi sớm nữa là tiêu, không gì mà nó rỗ cái mặt hết á, cái này nó không có tự hết được đâu. Chịu khó chút nha con. Gracias.